từ đầu tuần này, nhiều trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu đón sinh viên quay trở lại học trực tiếp. Bên cạnh kế hoạch đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các trường còn nhiều kế hoạch để hỗ trợ sinh viên ngoại tỉnh. Theo Đại học Đà Nẵng, hiện một số trường đại học thành viên như Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14 tháng 2. Các trường thành viên khác lần lượt cho sinh viên trở lại trường trong tháng 2 và tháng 3. Sinh viên trước khi vào lớp học được yêu cầu khai báo y tế, thực hiện nghiêm 5K. Dạ, em vào đây vào mấy hôm qua thôi để dọn trọ. Cũng là háo hức bởi vì sau một khoảng thời gian dài đến trường gặp bạn bè, thầy cô. Khi đến trường thì công tác phòng, anh thấy là công tác phòng dịch của trường rất tốt và có thể tạo được sự an tâm cho các bạn học sinh viên. Sáng ngày 14 tháng 2, các sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ đã có buổi học đầu tiên trong năm học mới theo hình thức trực tiếp. Để đảm bảo phòng dịch trước mắt, nhà trường chỉ tổ chức cho sinh viên năm 2, năm 3 đến trường học trực tiếp, sinh viên năm 4 đang đi thực tập và sinh viên năm nhất sẽ nhập học từ đầu tháng 3. Các phương án ứng phó khi có ca F0 đã được nhà trường xây dựng và phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương. Thì đầu tuần đã tổ chức thực hiện việc khử khuẩn, rồi các phương án chuẩn bị phòng, ốc và hội trường, các giảng đường để tổ chức việc giảng dạy. Ngoài ra thì việc chuẩn bị cho các phương án nếu có phát hiện các cái ca F0 hoặc là F liên quan thì cũng xây dựng phương án trực tiếp để mà xử lý. Trước đó, các trường đại học cao đẳng đã tiến hành khảo sát trong toàn bộ sinh viên về tình hình sức khỏe và các yếu tố dịch tễ liên quan nếu có, tình trạng thực hiện tiêm phòng COVID-19, đồng thời lập các tổ an toàn COVID-19 tại các khoa và xây dựng các phương án hỗ trợ cho sinh viên ngoại tỉnh. Đoàn thanh niên nhà trường đã thành lập ngay 4 tổ xung kích và các tổ y tế hỗ trợ cho các bạn sinh viên ở tại các khoa nếu chẳng may các bạn bị F0. Thì hiện tại hai đội hình này là hai đội hình song song, một bên ở bên trong và một bên ở bên ngoài để đảm bảo cái yếu tố an toàn nhất cho các bạn sinh viên. Dù đã cho phép học trực tiếp trở lại, nhưng tùy điều kiện, học phần, các trường sẽ sắp xếp học trực tiếp xen kẽ trực tuyến để chủ động, linh hoạt trong việc phòng dịch, đồng thời đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học viên, sinh viên được học tập theo đúng tiến độ đào tạo.